2024 ấy là cái năm mà chúng ta cần phải tập trung vào những cái nội dung chuyển đổi để mà chúng ta tập trung bán hàng và tạo ra những cái doanh số. Và năm nay cũng là cái năm mà mình cũng mỗi ngày đều thức dậy cùng với tất cả anh em thiết lập một cái mục tiêu, đó là mình phải bán được 100 triệu cái doanh số. Và mình đơn giản đó là mình cần phải làm gương để cho tất cả anh em ở trong công ty nói theo. Và các bạn biết là khi mà mình bắt đầu mình lao vào mình bán hàng, mình quay video tập trung vào những cái nội dung chuyển đổi để mà ra cái đơn hàng, ra cái doanh số đấy, thì hôm nay mình có gặp một cái chị khách hàng, thì chị mới mong muốn rằng là cũng có được cái sự thành công, mong muốn có được cái thu nhập cao. Thì khi mà mình nói chuyện một lúc thì chị mới chia sẻ rằng là chị vừa rồi đã bị lừa mất 300 triệu đồng các bạn, đã bị lừa mất 300 triệu đồng bởi vì bạn bè nói làm cái này làm cái kia, thế là chị phải đi vay mượn và sau đó mất tần toàn bộ số tiền đó là 300 triệu đồng. Thì lúc đó chị mới tìm đến mình và muốn một cái mong muốn đó là gì? Em có thể chỉ cho chị cái cách làm sao để mà chị có thể nhanh trở nên kiếm tiền, nhanh trở nên giàu có được hay không? Thì lúc đó mình mới nói với chị rằng là gì ạ? Cái khi mà chị vừa rồi đã mất cái số tiền đó, đó chính là một cái bài học cho bản thân mình. Bởi vì sao ạ? Là chúng ta muốn trở nên thành công, muốn trở nên giàu có, nó không bao giờ là đơn giản hết. Và tất nhiên không phải là vì nó không đơn giản, nó không phải là không dễ dàng mà chúng ta không làm được. Mà chúng ta muốn thành công thì việc đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải học, chúng ta phải có kiến thức đúng đã. Thế thì việc mà để chúng ta có kiến thức đúng thì chúng ta cần phải học. Chúng ta phải học rất là kỹ, học rất là chăm chỉ, học đi học lại. Đến khi nào mà chúng ta hiểu thì mới thôi, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, chúng ta muốn kiếm được tiền ấy, chúng ta phải có kỹ năng. Vậy thì kỹ năng thì chúng ta đến từ đâu? Kỹ năng nó đến từ việc đó chúng ta phải luyện đi, luyện lại, luyện đi, luyện lại. Chúng ta phải tập đi, tập lại rất là nhiều thì chúng ta mới có thành công được. Và lúc đó chị mới chia sẻ rằng là bạn của chị nói rằng là bây giờ mày muốn thành công, mày muốn kiếm tiền ấy, thì tìm đến ông Linh học cái 21 tuần luyện công về cái content chuyển đổi trên mạng xã hội để bắt đầu bán hàng và kiếm tiền, mày phải đến đó. Thì lúc đó mình cũng phải nói rằng với chị đó là gì? Chị muốn đồng hành làm việc với cùng bọn em ấy, là chị phải rất là chăm chỉ, chịu khó, chị phải rất là học. 21 tuần này là 21 tuần nó không hề dễ dàng một chút nào hết. Là mỗi tối thứ bảy em hướng dẫn cho chị thì chị phải học. Học phần nào mà chưa hiểu chị phải học đi, học lại, học đi, học lại. Sau đó cái nào mà chưa hiểu chị vẫn có thể gọi điện cho em hoặc là đội ngũ hỗ trợ của em. Và đặc biệt là trong cái chương trình này lần đầu tiên em hỗ trợ rất là nhiều theo sát. Và chị phải xem đi xem lại và em sẽ hướng dẫn cho chị để mà chị hiểu. Và đó là cái đầu tiên. Thì khi mà mình đã có được kiến thức rồi, một điều cực kỳ quan trọng nữa đó là chị phải chăm chỉ luyện tập đi luyện tập lại. Bởi vì khi mà chúng ta luyện tập nhiều ấy thì mới hình thành về kỹ năng, và khi mà có kỹ năng rồi thì chúng ta mới làm được. Các bạn biết là ngày xưa mình sale rất là tốt, nhưng gần đây khi mình bắt đầu mình quyết định mình lao vào mình bán hàng lại đấy, thì các bạn biết ngày đầu tiên ấy, mình sale mình cũng rất là ngóng, nói chung là không được ok một chút nào hết. Và sau đó mình vẫn phải bóc máy lên, mình gọi, bắt đầu mình mới lấy lại được cái cảm giác của ngày xưa. Và bắt đầu mình sale nó tốt dần lên. Và ở cái ngày đầu tiên mình đã bán được 71 triệu, ngày thứ hai mình bán được 61 triệu và ngày thứ ba mình bán được hơn 50 triệu. Đấy, chưa đạt được con số đó là 100 triệu, nhưng đó là những cái ngày đầu tiên như vậy, đó là một điều rất là tốt rồi. Và khi mình làm cái điều đó thì những cái bạn sale ở trong công ty mình ấy thấy rằng là mình bóc máy lên, mình gọi liên tục, thế là bạn đó cũng bóc máy lên, bạn gọi, bạn sale liên tục. Và các bạn biết điều gì không ạ? Trước đây ấy, một ngày bạn chỉ có được khoảng 1-2 đơn thôi, nhưng bây giờ một ngày bạn bán 5-6 đơn. Và sản phẩm bên công ty mình đó là toàn những sản phẩm giá trị cao, nên là nó không thể là có cả hàng trăm đơn, hàng ngàn đơn giống như những cái sản phẩm mà 100-200 ngàn được. Đấy, nên là mình muốn chia sẻ với anh chị rằng là chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta muốn giàu có, chúng ta muốn thành công ấy, thì việc chúng ta có kiến thức đúng là một chuyện. Cái thứ hai đó, chúng ta phải luyện tập rất nhiều, chúng ta thực hành nhiều thì mới hình thành về kỹ năng được. Giống như Ronaldo, ông ta cũng phải tập luyện mỗi ngày, luyện tập thì nó thành một cái phản xạ tự nhiên và nó mới hình thành về kỹ năng. Và khi mà chúng ta có kỹ năng đó ấy, thì chúng ta sẽ tiền nó đến với chúng ta, lúc đó chúng ta mới kiếm tiền được. Nên nếu chúng ta sẵn sàng tinh thần đó được ấy, thì mà chúng ta muốn năm 2024 này chúng ta có đột phá về doanh thu, chúng ta có thu nhập cao, thì chúng ta hãy đến với chương trình đó là 21 tuần luyện công về content chuyển đổi trên mạng xã hội, để chúng ta tập trung vào những nội dung để chúng ta chuyển đổi, chúng ta bán hàng và chúng ta ra đơn. Và nếu như mà bạn mà có cơ hội vào thành phố Hồ Chí Minh làm trực tiếp cùng với mình, viết content cùng với mình, quay video cùng với mình, bán hàng cùng với mình, thì lúc đó là bạn sẽ học được rất nhiều. Bởi vì đây là cái thời điểm mà mình sẽ lao vào mình làm, mình đồng hành với anh em, là chiến đấu và là mình ra chiến trường cùng với tất cả anh em để tạo ra một cái kết quả lớn. Nên đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời để cho tất cả anh em nào mà chúng ta muốn đồng hành theo sát. Bởi vì sao? Chúng ta đi cùng với một cái người năng lượng cao, nó sẽ cũng giúp cho chúng ta có một cái năng lượng rất cao.
khi mà chúng ta đi cùng với những cái người mà thực chiến nó rõ ràng ấy, làm cho chúng ta học hỏi được rất nhiều, chúng ta phát triển rất là nhiều. Ok chưa? Đó là một cái điều mà mình muốn chia sẻ với tất cả anh em trong cái ngày hôm nay, khi mà mình triển khai và đến bây giờ mình mới quay được cái video clip này để chia sẻ với tất cả anh em. Ok.